mời các bạn cùng khám phá kho đàn piano cơ cũ của nhạc cụ Minh Phụng tại địa chỉ 203 hẻm 342 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình. Đây là một trong những kho đàn piano cơ lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 100 cây đàn nhập khẩu từ Nhật Bản với nhiều thương hiệu nổi tiếng khác nhau, Yamaha, Belton, Kawai hay Apollo. Nếu bạn là một tín đồ của đàn piano cơ thì những thương hiệu này chắc chắn sẽ chinh phục được bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối đàn piano cơ trên toàn quốc, Minh Phụng cam kết đem lại cho bạn những sản phẩm với chất lượng tốt nhất. Tất cả sản phẩm thuộc dòng đàn piano cơ cũ đều được nhập về liên tục hàng tháng từ Nhật, mẫu mã đa dạng với nhiều mức giá khác nhau, giúp bạn dễ dàng lựa chọn được cây đàn phù hợp nhất với mình. Đây là hình ảnh những cây đàn cơ cũ được nhập về nguyên chiếc đã thông qua kiểm định chất lượng. Sau khi được bộ phận kỹ thuật của Minh Phụng tiến hành các khâu kiểm tra và vệ sinh đánh bóng, từng cây đàn như trở về hình dạng nguyên bản lúc mới được sản xuất. Từng chi tiết nhỏ nhất được chăm chút tỉ mỉ để đàn giao đến tay bạn đều là những kiệt tác vượt thời gian. Hãy đến với Minh Phụng để sở hữu ngay một cây đàn cơ với giá thành của đàn cũ nhưng chất lượng của đàn mới nhé.